nhà có khỏe không? Các bạn, mình quay cho các bạn xem mấy cái hồng nè các bạn. Bây giờ đang tới mùa mà hồng nó chín gộ đó các bạn. Cái loại này là hồng mà hồng đường á các bạn, mà mình để nó chín ngọt mình mới ăn được, còn mấy nó bị chát. Cả nhà thấy ngon quá ha. Sao bé nó xương mai Việt Nam hôm qua vậy? Cả nhà chị mình nói cái trái này các bạn giống như trái lứt tu ma các bạn, bên Việt Nam á. Cái này nè các bạn, ở nhà không của hàng xóm đó, người ta nhiều quá, người ta ăn không hết đó các bạn, người ta hái cho mình nè. Bây giờ mình chắc ra cái dĩa, cả nhà thấy ngon nha. Người ta mới hái trên cây xong đó các bạn, cái cuốn còn xanh nè. Chắc ra cái dĩa rồi mình để từ từ nó chín ăn. Cả nhà ngon hết biết không? Ồ, cái trái này bị dập rồi, cũng như là nó chín các bạn, rồi hái cái nó bị gớt, nó dập rồi. Trái này chắc ăn không được. Cả nhà có cái trái này nó chín quá rồi, cái này rất mỡ, mình dột tay rất mỡ. Cả nhà coi nè, nó chín ngon à, mà trái này bị thẹo mà chắc cũng còn ăn được đúng. Này cả nhà thấy ngon ha. Mình để vô cái dĩa đó các bạn, cái mình để ngay trong cái bàn thờ đó, chỗ ông địa đó các bạn, cái mình đốt nhang hàng ngày đó các bạn, cái tự nhiên nó chín à. Cả nhà ngon quá ha. Cái trái nào trái nấy nó bự hết biết không, nó vàng gì nè các bạn, chứ ăn chưa có được, chờ nó mềm giống như cái trái mà subo chín của mình đó các bạn ăn mới được, còn mấy ăn nuốt không có vô nó chát á. Cả nhà thấy ngon ha, trái nào cũng có cái tàu có biết nè. Chị mình thấy mình chắc không có đẹp nên chị mình trang điểm cái trái kia lên. Cả nhà có cái trái này nó đẹp rồi. Hai trái này là các bạn cỡ nửa ký lô luôn đó, nó bự đó. Nó nặng rồi nè, nặng luôn. Cả nhà thấy dễ thương hay không? Cái lá hồng á các bạn, mình chưng á chứ lâu héo lắm. Tại cỡ này á các bạn, trời lạnh rồi. Thì các bạn còn cái trái này. Cái trái này gần chín rồi các bạn, nó hơi mềm mềm hơi rồi nè. Cái cuốn á các bạn nó bị héo héo rồi nè. Cái trái này cả tuần lễ mới ăn đó, mình muốn ăn cái mình ra mình xay cuốn nha. Xay cuốn cho nó chín lúc tu ma. Ngon quá cả nhà ơi. Xay cuốn bự rồi nè. Còn hết. Hết nè. Trái này để gì nè, nó đẹp lắm nè. Đây cả nhà, người ta hái cho mình một dĩa vậy. Ngon. Đôi lúc ở nhà đó các bạn, thì ở nhà mình đó, thì có hồng giòn. Cái trái hồng hồng giòn là gì nè các bạn đó, cái trái này nè thì giòn, mình ăn hơi sống sống thì được phải không, như gì mình ăn được nè. Còn cái trái này thì trái hồng mềm mà nó ngọt, mình ăn mình tưởng tượng như trái lứt tu ma ngon nè cả nhà ơi. Nhìn thấy thèm không? Vậy các bạn ơi, chứ cả tuần lễ gì mới ăn được, có 10 bữa đi lên
nó mềm, thật là mềm mà nó ăn được. Ta chờ lạnh cả nhà, thương nha, mình quay cho các bạn xem nha. Cái trái này đỏ nhất, cái trái này còn hơi xanh. Thường thường á các bạn, cái trái hồng á nó chín là nó chín ở dưới cái đít này trước nè, ở trên cái đầu này thì nó chín sau. Ngon quá cả nhà ơi, nhìn thấy em không? Ngon mà đều ăn á các bạn, ăn nhiều á nó cũng có đường, nó ngọt lắm. Thường thường cái trái hồng mà mềm này là các bạn chín rồi đó các bạn sấy á, sấy ăn ngon lắm, nó rất là ngọt luôn. Mình thấy các bạn bên Mỹ nhà nào cũng có một cây hồng hết á, nhiều khi trồng ăn không hết đó, cái người nào không có trồng hồng đó thì cho hàng xóm đó, gì đó. Cũng như nhà mình không có cái hồng mềm này ngọt này thì hàng xóm người ta có, người ta hái cho mình đó, gì đó. Nhiều khi nhà hàng xóm thì không có hồng giòn thì người ta hái cho mình, hái cho người ta hồng giòn vậy đó, cho qua cho lại vậy đó. Ngon quá cả nhà ơi. Là các bạn cái trái này là hái bị dập rồi nè, gớt nó nứt, nó đỏ gì nè các bạn, chứ ăn nó chát dữ lắm luôn. Nó chát giống như mà trái subo của các bạn mà chưa có chín á, ăn nó chát như vậy luôn. Cái này chắc ăn không được, nó bị nứt dập rồi. Mình để trong cái bọc thì vài bữa nó chín này. Chín không chị? Chín chứ sao chứ. Mình để trong bọc nó đâu hư, đâu sao. Mình có một dĩa hồng, hồng ngọt mà chưa có ăn được các bạn ơi. Mình quay cho các bạn xem cho vui. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bye cả nhà.